như các bạn cũng đã biết thì tôi có rất là nhiều tiền quỷ đen. Cái gì? Quỷ đen nào? Quỷ đen nào? Quỷ đen gì không? Đang quay video cho nên đang ví dụ cho các bạn thôi chứ làm gì có quỷ đen sao mi nghe sao vậy? Trời ơi. Ok bạn thì mình ví dụ thôi nha, ví dụ nha. Mình có rất là nhiều tiền quỷ đen, quỷ cung quá cho nên cà lâm luôn các bạn. Mình có rất là nhiều tiền quỷ đen đó, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ vào trong một cái tựa game cùng với Sammy để chơi một cái trò chơi. Nếu như Phong Cận có quỷ đen thì Phong Cận sẽ phải vượt qua những thử thách gì để có thể giữ số quỷ đen đó. Ok thì thôi mình đùa đó các bạn. Nói chung là ngày hôm nay thì mình đã mời Sammy vào đây để tham gia cùng với mình một cái trò chơi các bạn ạ. Thì đây chính là một cái trò chơi tù nhân và cảnh sát. Sẽ có hai người chơi với nhau và nếu như người nào được chọn là cảnh sát thì người đó sẽ được đứng ở phía trên cầm súng nhắm và bắn. Còn người nào được chọn là tù nhân thì sẽ phải chạy và thoát khỏi nòng súng của cảnh sát đó. Thì nói chung là bình thường thì mình cũng sống vậy á bạn, là Sammy cầm dép, Sammy nhắm mình là mình phải né không à, bạn hiểu không? Đó. Ê, có trò là... chơi đó tôi chơi nha, có trò chơi mà phóng khoảng cái dép rất là hay á. Bởi vì vậy cho nên là kỹ năng né đạn, né dép của mình cũng ghê lắm mấy bạn. Rồi ok, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi nha bạn nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là kéo xuống bên dưới, nhớ mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Trời ơi mấy nấy ơi, mới vừa vô game xíu thôi là quá trời fan luôn rồi mấy nấy đó, thấy không? Toàn là anh Phong Cận, chị Sammy kết bạn với em đi nè, quá trời trời nè. Có bạn này chửi phát nè, bạn kêu là phát nè, hàng guild bị nói là hàng phát nghe buồn quá ta. Ok thôi Sam ơi, đi nè, đây là phòng hai người nè Sam, 3, 2, 1 vô. Rồi. Quá trời bạn vô luôn. Ok, bây giờ để xem coi tôi hay là Sammy sẽ được làm cảnh sát đây. Trời ơi. Hy vọng là tôi sẽ được làm cảnh sát. Tại vì tôi thích chơi bắn súng hơn. Rồi, và người được chọn đó chính là anh Phong Cận. Nhìn cái áo xanh là uy tín rồi, nhìn cái áo xanh là uy tín rồi. Rồi, đây game này chơi đơn giản hay nè các bạn, là mình sẽ đứng ở đây canh, bạn thấy cái bóng trắng trắng chạy dưới không? Đó chính là Sammy và chúng ta sẽ bắn Sammy. Ủa sao trời tối quá vậy? Ôi, trời tối không thấy đường, không thấy đường. Tối quá. Đây là Halloween mà Phong ơi, Halloween nè. Trời ơi, map Halloween tối thui không thấy gì luôn các bạn. Chỉ không mọi thấy cái bóng trắng trắng của Sam chạy ngang. Trời ơi, tôi bắn hụt hoài luôn á. Trời ơi, rồi lên trên đây sáng hơn xíu nè, lên đây sáng hơn xíu nè các bạn. Lên trên đây sáng hơn xíu là dễ thấy liền gì. Ui, ghê chưa. Ghê nè, ui hụt ơi. Ghê chưa? Nãy giờ nhường cho mấy bạn mà tưởng là hay hả Sam? Nhường cho mấy bạn mà tưởng là hay hả Sam? À chạy đi. Bắn đi. Bắn nè. Trời ơi, hụt ơi. Bắn đi. Bắn nè, trời hụt được. Nguy hiểm hả? Này đứng ngắm, đứng chờ hả? Chờ gì vậy? Bắn đi. Lần này là chơi các bạn có nhớ một video của Sam mình cũng đã từng chơi game này rồi, thì nếu bạn nào có xem chắc bạn cũng thấy thì là chơi 4 người cho nên hơi khó, còn lần này chỉ có một mình Sam cho nên tôi lại thua đúng không? Đúng rồi nè. Bắn cái nữa nè. Còn có 1 phút 20 giây nha Sam ơi. Wow. Chạy liên tục. Trời ơi, hụt. Tính ra chị liên tục hay hơn các bạn. Ok, mình sẽ theo kêu chỉ là nhảy liên tục, chạy liên tục. Đó. Chạy đi. Chạy đi, bắn cái thùng xăng, cái nó nổ cái thùng xăng là xong gì. Trời ơi, tức ghê luôn các bạn ơi. Ê, nhưng mà phải lụm tiền cái Sam, sao nãy giờ Sam lụm tiền hả? Làm gì, tôi chỉ cần khó chỗ này tôi lụm tiền nhiệm đâu. Nhiệm vụ là phải lụm tiền nữa. Thôi được rồi, lần này là Sam mới chơi nên là xí xóa sao nha, lần sau phải lụm tiền nha. Trời ơi, không có lụm tiền. Có lụm tiền, game này nó để tiền cho mình là để mình lụm. Thật ra thắng cũng được, nhưng mà phải lụm tiền thì mới là quỷ đen chứ, hiểu không? Tôi có nhiều tiền lắm, tôi đâu cần tiền. Dạ. Tôi có tiền của Phong Trận rồi, rồi tôi, cần gì tôi sẽ cho Sammy khỏi lụm tiền luôn bạn. Tôi sẽ là người lụm tiền, ok chưa? Trời ơi, Sammy rồi, hả? Thua rồi bạn ơi, Phong Trận bắn dữ quá. Chạy tiếp đi. Nổ bị gì đâu hả? Ôi. Bị gì đâu hả Sam? Hết giờ. Đạp vô cái đầu Sam nè. Đạp vô cái mặt của mình tức quá. Ôi. Mày thấy sao bạn? Mày thấy tôi ghê chưa? Tôi mà làm còn là cảnh sát, tôi bắn ông là chắc chắn là tôi thắng rồi. Thiệt không? Rồi ok, thử nha. Rồi lên nè, tiếp nè. Để coi túi bà ai thắng đây. Mấy bạn fan muốn chơi ké nhưng mà tiếc ghê, phòng này có hai người. hay trận cuối mình chơi với bạn fan đi Sam. Cũng được á. Ok được á. Tí trận sau chơi với bạn fan đi. Rồi, ủa sao lẫn là tôi vậy? Ủa, lẫn là ông vậy?
Kỳ vậy ta, tôi cũng muốn được làm kẻ chạy quá à. Nổ nè, bùm, mất một mạng. Cứ canh cái thùng á, cứ canh cái thùng gì đó. Canh chứ sao không canh, phải canh chứ sao không canh. Này nè, cái thùng nè sao ơi, cái thùng nè sao ơi. Quê. Mất cái thùng. Mất cái thùng thì còn viên đạn vô đầu. Nhảy đi Sam, nhảy. Sam. Thôi, bước ra lụng bắn vậy đó bạn. Tức chưa? Chạy đi Sam. Trời ơi, chạy đi Sam. Chạy, tôi chạy lắm luôn. Chạy đi Sam, chạy đi Sam. Dưới đây hơi tối nên không thấy đường thôi, chạy đi. Ok. Chạy đi Sam. Tôi nhắm vô cái thùng xăng. Tôi nhắm vô cái thùng xăng. Tôi đợi. Ê, thùng xăng nó hồi được kìa. Trời ơi, mất nết chưa? Bắn cái thùng xăng đây, Bắn cái thùng xăng đi. Tôi mà im lặng thì bà nên cẩn thận. Tại tôi im lặng là tôi đang canh đó. Chứ bà đừng có tưởng tôi im lặng là tôi không làm gì nha. Ôi, nè, Không làm gì tôi. Làm cái này nè. Trời ơi, lên trên rồi. Chạy. Tập trung rồi, mình sẽ tới. Mình quánh đầu không cần. Ui, mà nó tối hay nè. Mà nó hay nè. Một viên vào đầu. Không cho ra khỏi cửa nè. Ây da, chạy được hả. Ghê rồi. 1 phút 30 giây Sam ơi. Mà còn 2 tầng lận Sam ơi. Vậy là sao mà được. Chưa kể nha Sam. Để một tí là tôi cho chấp bà tầng này luôn á. Cho bà lên tầng trước luôn đó. Chấp đừng bắn nha. Bắn làm gì, đi. Cho lên tầng luôn đó. Còn có 1 phút kìa. Cố lên. Ôi, ê, cũng khó nha. 1 phút rồi cũng hơi khó nha. Thì là mình phải đi mà không có bắp gì hết trơn các bạn. Mà đi không bắp gì rồi, hết trơn. Okay. Xem đây, tôi có một kỹ năng đặc biệt. Đó chính là thả vỏ chuối. Trời ơi. À, mà dẫm vô vỏ chuối là bà sẽ thua. Bơm, dính quả bơm nổ. Gì vậy, còn đã khó. Trượt vỏ chuối nè. Uống cho tôi thua luôn hả, gì kỳ vậy. Không cho bà thắng luôn, ok. Gì khó quá vậy. Vỏ chuối còn 3 giây nữa biến mất, cái vỏ chuối nó biến mất được. Nhưng mà còn 3 giây nữa. 30 giây cuối cùng. Không cho thắng. Gì kỳ vậy. Không cho thả thắng, ôi ơi. 30 giây cuối cùng, không được, được. Trả lời. 30 giây cuối cùng, chạy đi. Sao qua được. Chạy qua là mất cái đầu liền nè, trời ơi. Nó có hồi. Yes. Sao lại hồi kỳ vậy. Nó hồi. Nè, nó đứng như cánh gì kỳ vậy. Hết được không. Vậy mà đi. Rồi sao, 20 giây kìa Sam ơi, 20 giây cuối cùng Sam ơi. 20 giây cuối cùng Sam ơi. Ôi. Ủa cái thùng xăng chưa hồi. Thùng xăng chưa hồi. 18 giây cuối cùng. Vì sao. 10 giây, mình chỉ cần sống thêm 10 giây thôi. Nè. Sống thêm 10 giây là được. 5, 4, 3. Đấy rồi. 1. Yeah! Ôi, ông nhảy rồi luôn. Ôi, thiệt. Ôi, giận. Ôi, ông nhảy chưa. Nhảy quá trời nhảy luôn. Trời ơi, ông hiểu sao luôn. Mình thắng ai trận nha các bạn đó. Thấy không, kỹ năng của mình hơi đỉnh, hiểu không. Đó, trời, sao thua được. Tức xỉu luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ok, thêm trận nữa. Em mới bằng fan đi mất tiêu rồi, tiếc ghê á. Chứ mấy bạn vô chơi chung với nhau rồi đó. Rồi, trận nữa nè, vô. Ây da, trận nào đó chứ tôi làm kẻ trốn đi. Từ nãy tôi làm bắn quà chén quà. Chắc lần này là tôi đó, chứ ngồi là tôi đó. Ừ, chắc lần này là Sam đó. Đói bụng quá. Thôi dẹp đi. Mệt quá à. Ôi, làm lại đi. Tôi làm 2 lần rồi, tôi muốn lần này Sam làm. Rồi, và lần này là Sam. Oh, it's me. Mấy bạn hãy coi kỹ năng né. Để gọi là, người ta gọi là gì. Né lụm tiền quỷ đen của Phong nè. Phong là Phong chơi lụm tiền nha các bạn nha. Chạy nè, lụm tiền. Ủa, đó. Ủa đâu? Lụm được tiền rồi. À, mấy bạn thấy không, Sammy đang nhắm mình kìa các bạn. Đó, mày thấy Sammy trên lầu đang nhắm mình không. Lộ cái mặt ra đâu. Lộ mặt ra đâu, lụm tiền quỷ đen nè. Núp nè. Chạy nhảy qua tia đạn luôn nè. Bắn đi Sam. Nhảy qua nè, lụm tiền quỷ đen. Trượt. Ôi, no. Trượt nè. Tôi bị trượt dũng nước đúng ngay chỗ rồi, gọi là quả bơm luôn các bạn. Trượt qua, lụm tiền quỷ đen. Né viên đạn. Huy, né. Trượt qua nè. Nhảy nè, né nè. À, bắn cái thùng rồi, bắn đi. Trời ơi, bị lừa. Bạn ơi. Trời ơi.
Dễ gì bắn được tôi, dễ gì bắn được tôi bạn. Ôi quá luôn bạn ơi. Còn 1 phút 50 giây nữa các bạn, yên tâm mình thắng được các bạn, yên tâm mấy bạn fan của mình yên tâm. Đây, mình chơi mình lụm tiền luôn mày không? Này, tiền quỷ đen. Ở Sam ơi, hay giờ tôi lụm được nhiêu tiền trong tiền trong game bà cho tôi giữ tiền quỷ đen tôi ngoài đời nhiêu đó được. Khôn không? Bị khôn à. Khôn gì đâu, bình thường mà. Thường mà. Ui, né quả bơm. Yeah. Trượt quá nè. Thôi còn cái tầm tiền nó khó lụm quá. Quay à, không, không. Mình phải lụm chứ, mình phải lụm chứ. Hello Sam. Nhảy cái đạn luôn. Tôi nhảy tôi né viên đạn luôn. Tập trung. Lụm tiền. Hi. Trượt quá. Né. Hi. Né ơi, né tiếp đi. Trượt né ơi. Nhảy lên né ơi. Lụm tiền ơi. Trượt ơi. Đó. Nhảy lên ơi. Lụm tiền, lụm tiền. Lụm tiền, lụm tiền. Nhảy qua viên đạn luôn. Em chết hết luôn á. 40 giây, 40 giây cuối cùng mẹ ơi. Đây, mình lên đây nó sẽ tăng lên cho mình 1 phút. Ngon quá. Chạy. Ủa anh, tiền. Lụm. No! Ấy da. Quả bom nổ rồi. Chạy nhanh lên Phong ơi. Nhảy qua. Trời ơi, nó bụng quá. Ơi, không được, chỗ này nguy hiểm quá, chỗ này không thể lụm tiền được các bạn ơi. Trượt nè. Quả bom trước mặt. Né. Rồi né được quả bom ơi. Nhảy qua luôn. Nhảy qua viên đạn luôn. Ấy da. Giỡn được. No, trời ơi, bạn ơi chết tôi rồi. Nhảy qua viên đạn của Sam. Lụm tiền. Nhảy qua viên đạn. Lụm tiền. 30 giây cuối cùng. Rồi sao? Rồi gì vậy? Rồi đây. Rồi gì Sam? À! 15 giây cuối cùng. No. Hãy thương Phong đi mà. No. No. Bị đạp chưa? Đạp không cần nè. Đây. Cay quá, mấy bạn ơi. Trời ơi, cay quá mấy bạn ơi. Dán nữa đi. Dán nữa cho Sammy gọi là làm cảnh sát em dán nữa. Thấy chưa? Cái học nhiều vậy mà sao vẫn thắng vậy ta? Không biết nữa, thiệt luôn á, đúng xui luôn á. Cái này phải nói đúng là do phút cuối Sammy tự nhiên đỉnh cao hơn này, hiểu không? Chứ mình không hề nhường cái gì đâu nha, mình chạy ghê lắm đó. Rồi Sammy nữa, tôi. Ok. Cày quá ta. Đó, viên đạn bắn hụt rồi, qua thôi. Trượt. Ây da. Trượt cái viên đạn bay vô đầu luôn bạn. Nhảy qua viên đạn nè. Trượt qua viên đạn nè, nhảy lên nè. Rồi núp nè. Rồi, núp nữa nè, đó, rồi lụm tiền nè. Nhảy qua viên đạn, ấy da. Mấy bạn ơi, chắc kỳ này tôi không lụm tiền được rồi. Tôi không có gọi là thể nào mà chơi kiểu vậy với Sam được các bạn ơi. Sam đi đỉnh quá. Ủa, khoan tự. Đúng rồi, đừng lụm tiền. Ở trên đây có gì đây? Cái gì vậy? Ủa, sao nhảy nó không được? Trên đây có cái đường hầm gì nè. Trời ơi, đi cái đường hầm nhảy hoài không được. Đi đường hầm đi. Đi bình thường chứ rồi. Nẻ viên đạn. Ấy da, dập vô chui té. Qua nè. Kì quá vậy, rồi nào mình bắn trúng luôn mọi người. Ủa gì vậy, chưa gì bắn rồi. Vội quá. Nè đi nè, qua luôn nè. Trượt qua nè, núp nè. Nhảy qua. Trời ơi, bơm với tôi vậy, sao bắn tôi được. Trượt qua nè, rồi nhảy qua nè. Bơm kìa. No. Kịp. Trượt nè. Ôi. Nhảy qua nè. Né đạn nè. Đây, cho bơm. Bơm đâu. Bơm thì sao. Né quả bơm luôn. Trượt qua cái gầm bàn. Nhảy qua đây. Lùi lại. Quả bơm. Bơm thì sao. Hay quá vậy. 50 giây mà còn tầng nữa. Trời ơi. Tôi qua đi. Thương tôi đi. Skippy đi. Lên phút nè. Skippy đi. Skippy đi. Rồi. Quá được rồi. Chạy. Đâu rồi. Chạy đi Sam, xong chạy đi. Chạy nè. Đấm cho chết. Hai cái điều á. Ơi, gì vậy? Kỳ quá vậy? Ủa sao chạy vậy? Kỳ luôn á, đúng rồi luôn á. Không có đâu Sam, tại phút cuối Phong quên mất Phong đang đeo găng tay sắt. Trời ơi, không đeo găng tay sắt, tán cho tôi cái tôi
quên là Phong đang đeo găng găng tay sắt, tại vì Phong lần trước Phong chơi với Camui, Phong mua để Phong đấm Camui mà Phong quên. Trời ơi, ông đấm tôi. Thôi không sao, vậy coi như là trận cuối coi như tính cho Sammy thắng luôn đó bạn ha. Ok. Rồi ok bạn, vậy là coi như ngày hôm nay thử thách của mình thì bạn đã thấy đó, hòa điểm nhau rồi bạn ơi, không biết có được gọi là thất bại không, nhưng nói chung là hòa, chắc là hòa đi ha. Hòa, nãy là tôi chạy là tôi thắng rồi, hiểu không? Vậy hả? À? Ok bạn, tôi rồi. Tôi nhảy là tôi thắng rồi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Nhảy là thắng rồi hả? Rồi, ông hỏi mấy bạn fan coi rồi, ok theo bạn thì mình là người thắng cuộc hay không là người thắng cuộc, đừng quên comment nha, mình nghĩ là rồi. Nhớ mấy bạn fan chấm đi. Thôi ơi, hình như hồi nãy Sammy nói đó, nhảy là thắng rồi đó, cho nên là nghe cũng dễ thương nên là ok cho luôn, hiểu không? Rồi ok bạn, coi bây giờ chúng ta kết thúc video tại đây và đừng quên là bấm nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình và Sammy nữa nha, cho tôi nhanh lên được 5 triệu sub đi. Sam chuẩn bị lên 4 triệu sub rồi bạn, đăng ký nha. Ok, còn bây giờ bye bye.